Hello, xin chào anh em. Mình vừa mới nhận được cục hàng rất là bự và nặng luôn anh em. Trong cục hàng này sẽ là một cái máy cưa đĩa của thương hiệu Xcode anh em. Hôm trước mình có săn được cái voucher giảm giá nên mình mua rất là rẻ luôn, chỉ có 700 mấy thôi. Giờ mình sẽ khui ra để xem bên trong nó như thế nào anh em. Ok, trước khi khui hộp thì mình sẽ kiểm tra cái thông tin đơn hàng của mình nè, coi nó đúng chính xác không nha. Rồi mình kiểm tra xung quanh để xem coi có rơi rớt hay là móp méo gì không nha anh em. Rồi, cục hàng của mình thì ok ha anh em, không có hiện tượng gì bất thường ha. Anh em nhận hàng đó thì nhớ quay video lại giống như mình vậy nè. Nếu như cho trong quá trình vận chuyển đó nó có tình trạng là bị rơi rớt hay là hỏng hóc gì đó thì mình sẽ báo về cho các trang thương mại điện tử để người ta giải quyết, đổi cho mình cái khác hoặc là hoàn tiền lại cho mình ha anh em. Đó. Wow, mình bày ra hết ở đây để cho anh em dễ quan sát ha. Thì đầu tiên ở đây mình sẽ có một cái bịch ha anh em. Đó. Đây là cuốn sách hướng dẫn anh em. Đó, thì toàn tiếng Anh không à. Khi nào rảnh thì mình Google dịch anh em để xem bên đây nó nói cái gì ha. Ok. Trong đây chúng ta sẽ có một cái cây mở lưỡi anh em. Đó, nhìn cũng khá là ok ha. Đó, FC rồi nhìn cũng rất là đẹp anh em. Rồi, ở đây mình có thấy một cái chốt nè. Thì mình chưa biết là cái chốt này để làm gì nữa. Để hồi mình nghiên cứu làm sao anh em. Là chúng ta sẽ có một cặp giỏ than anh em. Đó, khá là ok ha. Nhìn thấy cái giỏ than này thì rất là thông dụng anh em. Đó, nếu mình xài hết thì mình đi ra ngoài chợ mua thì cũng rất dễ dàng anh em. Còn bên đây nó sẽ là một cái cử anh em. Đó, từ 0 cho tới 20 cm anh em. Đó, khá là ok ha. Cái đĩa này là thương hiệu của Xcode luôn ha anh em. Đó, đĩa này là đĩa hợp kim sử dụng cho cắt gỗ anh em. Thì thông số của đĩa là 185 nhân cho 20 nhân cho 2.4 mm anh em, có là 24 găng ha, 24T nè. Đầu tiên thì mình nhìn thấy ngoại hình rất là ok anh em. Đó, cái màu chủ đạo là màu xanh dạ quang nè, nhìn rất là đẹp luôn ha. Đây nó sẽ có cái thông số kỹ thuật anh em. Đó, là XMI01. Một tấm này sử dụng là điện 220 cho tới 240V, tần số của nó là 50 tới 60Hz. Công suất của nó là 1450W anh em. Đó, dòng tua của nó là 4500 vòng trên phút ha, rất là mạnh luôn ha. Thì nó sử dụng là cái đĩa 185mm anh em. Chiều sâu cắt được của cái máy là 63.5mm cho cắt thẳng anh em và 44mm cho cắt 45 độ. Đó, khá là ok ha. Cọng dây này nó tầm có 2m anh em. Trọng lượng của cái máy là 4.1kg anh em. Đó, khá là nặng ha. Thì bên đây nó sẽ có một cái tay cầm phụ anh em. Đó, thì tay cầm này nó sẽ làm bằng nhựa cứng anh em. Tay cầm chính thì nó sẽ có một cái lớp cao su để mình cầm nó được bám tay hơn và êm hơn anh em. Đó, thì bên đây chúng ta sẽ có một cái cọ bóp anh em và cái núm phá lưỡi ha. Rất là ok luôn. Phần motor này thì rất là bự anh em. Anh em cầm nè, rất là nặng tay luôn. Đó, bên trong là dây đồng 100% anh em. Có một cái chỗ để thay chỗ than anh em. Đó, khi nào anh em thấy cái máy nó không hoạt động hoặc là nó hết than đó, anh em cứ thay vô là nó chạy lại bình thường ha. Hai bên này anh em. Đó. Ok ha. Mặt trước chúng ta sẽ có một cái nắp bảo vệ anh em. Đó, khá là đẹp ha. Nhìn rất là hầm hố nha anh em. Thì cái nắp bảo vệ này được làm bằng nhôm anh em, rất là chắc chắn luôn. Bên đây nó có khắc nguyên cái chữ Xcode nè anh em. Đó, tên thương hiệu luôn ha. Rất là chất lượng nha anh em. Đó, thì phía dưới đây là nó sẽ là một cái đế bằng sắt anh em. Đó, đế này thì nhìn cũng khá là chắc chắn nha. Đó, rất là cứng cáp luôn anh em. Cái phần này nó là một cái phần bảo vệ lưỡi anh em, cũng được làm bằng sắt ha. Bên đây thì nó sẽ có một cái lò xo nè. Khi nào mình đưa phôi vô mình cắt xong đó, nó nhảy lại anh em, khá là ok ha. Bên đây thì nó sẽ có một cái núm đỡ cao su nè, nó nhảy lại đó thì nó được êm ái hơn nha anh em. Rồi, mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái núm dặn anh em. Dặn rồi mình chỉnh cái góc độ của cái lưỡi cắt anh em. Đó, mình chỉnh như vậy là 45 độ nè ha. Đó, anh em chỉnh xong thì anh em khóa lại ha, thì nó sẽ cố định lại ha anh em. Bên đây nó có cái thước đo độ nè anh em. Đây là 0 nè, rồi 15 nè, 30, 45 độ ha. Rất là ok luôn. Rồi, giờ mình sẽ trở về vị trí cũ ha. Thì phía sau bên đây nè, chúng ta sẽ có một cái lẫy ha. Cái lẫy này được làm bằng nhựa ha anh em. Đó, mình gặt ở đây nè. Để mình tặng đưa nè anh em. Khá là hay ha. Cắt cho nó cạn đó thì mình cứ chỉnh ha. Nó giống như là cái cử vậy đó, xong rồi mình gặt lại ha anh em. Đó, là nó cố định, nó dính lại ha. Thì anh em cắt thì cái lưỡi nó chỉ lên tới đây thôi. Đó, thì tùy mục đích công việc mà anh em sử dụng ha, rất là ok luôn. Em thấy có cái lỗ nè, để mình đút cái cử vô á thì mình sẽ sọt vô nha anh em. Nó có một cái con ốc nè, mình không biết làm gì á thì ra là nó để nhét vô đây ha anh em, để mình cố định cái cử thì mình cắt ha anh em. Khá là ok ha. Rồi, dần dỡ ra đi ha. Đây nó sẽ có một cái miếng giữ lưỡi anh em, có con ốc khóa lưỡi này ha, rất là chất lượng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái con ốc này để mình cho cái lưỡi cưa vô nha anh em. Cây mở lưỡi nè. Đó, cái này thì hãng nó tặng kèm ha. Thì anh em thấy bên đây nè, nó có cái nút cố định lưỡi nè ha. Đó, anh em cứ bấm vô đây nè, rồi mình dặn. Dặn là nó ra hết anh em. Đó, rất là ok ha. Bên đây nó là hai cái miếng giữ lưỡi nè anh em. Đó, nhìn cũng khá là chất lượng ha anh em. Đó, còn cái này là cái con ốc khóa lưỡi nè. Đó, số 88 ha. Ok. Rồi, trước tiên thì mình sẽ cho cái khóa lưỡi này vô trước ha anh em. Đó, rồi, sau đó mình cho cái lưỡi vô luôn ha anh em. Mình kéo cái này ra ha. Bỏ cái lưỡi vô. Đó, khá là đơn giản anh em.
Rồi bây giờ mình sẽ chụp cái lưỡi lại đó, siết ốc vô anh em. Anh em siết vậy nè là nó sẽ xoay ha, bởi vì mình phải bấm vô cái nút cố định này nè, đó nó phập vô là mình cứ siết nó lại cho nó chắc ha. Đó rồi, ok ha anh em, rất là chắc chắn luôn ha, ngon lành. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện để test thử cái máy hoạt động như thế nào ha anh em. Okay. Rồi ở đây mình sẽ có một miếng gỗ ba lát ha, mình ghim điện sống cho nghe nè. Giờ mình cắt thử xem như thế nào ha anh em. Đó quá ngọt luôn anh em. Đó đường cắt rất là ngọt ngào ha anh em, rất là đã luôn ha. Thì cái máy này là nó rất là mạnh ha anh em, đó khá là mạnh luôn á. Mình bóp cò anh em coi thử nha, thì ở đây anh em thấy có cái lỗ nè, thì cái mấy cái mặt gỗ đó nó sẽ ra ngoài đây và nó thoát ra ha anh em. Đó rất là hay luôn ha, thiết kế rất là đã luôn. Rồi ở đây mình tìm được cái khúc gỗ dầu nè, rất là dày ha anh em. Đó để mình cắt thử coi ok không nha anh em. Wow. Khá là ngon lành thế nè. Đó cái đường cắt rất là ngọt luôn nè anh em. Đó rất là nhẹ nhàng luôn ha. Đó rồi để mình thử thêm cái nữa ha. Đó rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Đó anh em nhìn thấy nữa ha, rất là nhẹ nhàng luôn ha, rất là đã luôn. Những cái đường cắt anh em thấy vết cắt nè, đó vết cắt rất là đẹp luôn ha anh em, rất là đều luôn nè, khá là ok ha anh em. Đó rồi thì anh em thấy rồi đó, motor rất là mạnh ha, còn cái máy thì cầm rất là đầm tay luôn, gỗ mỏng gỗ dày gỗ cứng gỗ mềm gì đó chơi láng được hết ha anh em. Khá là ok nha. Rồi thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này đó, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả bên đây nè, anh em nhấp vô đó tham khảo ha. Rồi anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình nhấn vô nút đăng ký bên đây rồi nhấn nút cái chuông. Khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye.